Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sau hơn một tháng thực hiện, nghị quyết 68 đã được triển khai thiết thực. Tuy nhiên, vẫn còn một số quy định chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, cần sớm được sửa đổi bổ sung để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến hộ kinh doanh. Để nhận được hỗ trợ từ gói chính sách 26.000 tỷ đồng theo nghị quyết 68 của Chính phủ, các hộ kinh doanh cần phải đáp ứng đủ các điều kiện, có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Quy định này đã vô tình bỏ lọt nhiều hộ kinh doanh, đặc biệt là những hộ thuộc diện miễn thuế như cơ sở massage của bà Thắng. Không phải đóng thuế, đồng nghĩa với việc hộ bà Thắng thiếu điều kiện để nhận được hỗ trợ. Cái nghề xoa bóp bấm huyệt dành cho người mù là được nhà nước ưu tiên và giúp đỡ. Khi mà ra hoạt động ở đâu thì là ở chính quyền nơi đó bảo vệ cho, còn không phải đăng ký kinh doanh và đóng thuế. Vâng, vì vậy nên là khi tạm dừng hoạt động thì là người mù rất là khó khăn. Thì vẫn còn rất nhiều hộ mà người ta thật sự khó khăn, thật sự là gặp phải những khó khăn trong cái đại dịch vừa rồi, nhưng người ta lại không tiếp cận được cái gói hỗ trợ bởi vì những cái thủ tục người ta chưa đầy đủ, ví dụ như là giấy đăng ký kinh doanh, ví dụ như là tờ khai thuế. Thì tất cả những cái đó, hộ cả những cái yêu cầu đó thì hộ kinh doanh nhỏ lẻ gần như người ta không có. Trên thực tế, nhiều hộ kinh doanh nộp thuế nhưng lại không có giấy đăng ký kinh doanh, hoặc cũng có nhiều hộ kinh doanh thuộc diện được miễn thuế theo các quy định về thuế. Sau hơn một tháng triển khai, cả huyện Thanh Sơn chỉ có 2 hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ. Trong khi đó, ảnh hưởng vì COVID-19 đã khiến nhiều hàng quán đóng cửa, doanh thu giảm sút, thậm chí không có doanh thu. Thời gian tiếp theo, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Ủy ban các xã, thị trấn, thông báo tuyên truyền rộng rãi, công khai đến các đối tượng để hỗ trợ và kịp thời tham mưu với ủy ban huyện, với các cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quyết 68 và quyết định 23 để không bỏ sót các đối tượng được hỗ trợ. Đợt cao điểm dịch bệnh lần thứ tư đã làm cho kinh tế của nhiều hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ không thể cầm cự đã phải đóng cửa. Trong tình hình khó khăn hiện nay, nên chăng cần linh động, căn cứ vào điều kiện thực tế để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho các hộ phải ngừng kinh doanh do dịch bệnh.